Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo phương án quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở ngành địa phương liên quan. Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày định hướng bảo tồn bền vững di sản cố đô Hoa Lư, các nội dung trọng tâm nhằm phát triển kinh tế di sản, thương hiệu và hệ thống sản phẩm, công nghiệp, văn hóa và sáng tạo. Nhấn mạnh Ninh Bình có thể thành công trong phát triển công nghiệp văn hóa nhờ vào những lợi thế về địa lý và khí hậu đa dạng, cũng như bản sắc văn hóa đặc sắc. Mỗi địa phương tại Ninh Bình cần có nét văn hóa riêng biệt, từ đô thị phim ảnh đến các làng nghệ thuật, làng hoa, đô thị công nghệ cao, điểm du lịch biển. Tất cả tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn để cùng nhau tạo nên một khu vực đáng tận hưởng. Về phân vùng chức năng và phát triển không gian, đơn vị tư vấn đã trình bày 12 ý tưởng quy hoạch như hồi sinh cố đô Hoa Lư với diện mạo văn hóa, văn minh và văn hiến, chiến lược phát triển đô thị di sản thiên niên kỷ, mô hình chiến lược bảo tồn bền vững cố đô Hoa Lư, cấu trúc đô thị di sản trung tâm, đô thị di sản mới và thành phố của tương lai, quy hoạch đô thị, du lịch và hệ thống các công viên. Theo phương án, cố đô Hoa Lư được xác lập bao gồm 8 phân vùng chức năng, khởi nghiệp trung tâm, phát tích trung tâm, công viên lịch sử và đô thị di sản trung tâm, đô thị du lịch trung tâm, tiếp biến trung tâm, thương mại và đổi mới sáng tạo trung tâm, kiến nghiệp và trưởng quay trung tâm, quần cư di sản trên nước trung tâm. Về định hướng phát triển không gian bảo tồn bền vững cố đô Hoa Lư đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm các nội dung giới hạn tăng trưởng không gian bảo tồn và phát triển, phân bố dân cư đô thị, nông thôn, xác định mối liên hệ giữa không gian bảo tồn di tích và xây dựng mới bảo tồn và phát triển không gian di sản, phát triển không gian du lịch, phát triển không gian trung tâm, các khu vực trọng điểm, phát triển không gian giao thông, không gian xanh, mặt nước, định hướng phát triển không gian mở, không gian cộng đồng, không gian cư trú, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ và tiện ích, tạo việc làm, phát triển không gian sinh thái môi trường và định hướng phát triển không gian thẩm mỹ, phong cách. Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu khẳng định, di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư mang giá trị văn hóa nổi bật toàn cầu là nền tảng quan trọng để Ninh Bình hình thành và phát triển công nghiệp văn hóa. Chính vì thế, công tác quy hoạch cần phải đánh giá tổng thể các yếu tố tác động, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tỉnh. Đại biểu cho rằng, 12 ý tưởng quy hoạch đã giải quyết được những tồn tại bất cập, đáp ứng được yêu cầu phát triển gắn với bảo tồn. Tuy nhiên, cần quan tâm hơn đến giải pháp bảo vệ môi trường, định hướng phân vùng chức năng đảm bảo hài hòa các yếu tố về lịch sử, tự nhiên, thế mạnh phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, đề nghị mở rộng phạm vi nghiên cứu một số khu vực như núi Cánh Diều, núi Non Nước và vùng phụ cận tại các địa phương. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư trong quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị Ninh Bình và định hướng xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ, phát triển công nghiệp văn hóa hướng tới là trung tâm tổ chức sự kiện của tỉnh và quốc gia. Đồng chí cũng lưu ý vấn đề xung đột giữa câu chuyện phát triển và bảo tồn, vì vậy đề nghị cần có quan điểm thống nhất trong bảo tồn, tôn tạo và phát huy di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư là cơ sở để Ninh Bình hướng tới xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ tới năm 2030, cơ bản đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc trung ương và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất về mặt chủ trương đối với các nội dung mà đơn vị tư vấn đề cập, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn tôn trọng các quy hoạch đã được phê duyệt, tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương hoàn chỉnh báo cáo phương án quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.